Xin chào mọi người đã mới trở ra gần và hôm nay mình trở lại. Nhưng xin lỗi các bạn vì mấy ngày nay mình bận học quá nên không làm video nào. Well, hôm nay mình sẽ trở lại để mở một hộp Primal Ocean của Yu-Gi-Oh. Thì mình cũng có nghe nói trong đây sẽ có một bộ bài, ba booster pack và ba foil promo card. Nên không biết trong đây có gì, thì em sẽ mở cho bạn xem. Trước tiên là mình sẽ coi xung quanh. Mọi miếng đọc quá, ok, sẽ mở. Ok, chồng. Ba booster pack của mình là Satisfactor. Ma Satisfactor. Ok, call của mình. Dùng phiền phức vậy. Dính mà. And wow. Trời, cái trước tiên là gì? Đó, hơi khó. Surata Lion Ryan. Man. Super Rare Mega Rare gì mới. Tiếp theo là Trident Valor gì đó. Chổi quá. Gì đó. Emperor of the Lightning. Ra. Cool. Ring Dragon. Ok, bây giờ là mấy lá Common Heritage God Child Arm Rainbow Kribble Coconut Guardian Gogic Red Strap Sierra French Gogic Museum World, God World Cutting Son of gì đó hay có đọc mình hơi khó đọc tí Ultimate Pair Excellent XDZ Overdrive Envelope in March Riding Together World God Relic to School Coconut Guardian Refresh Burst gì đó Old Part My Own Current Number 18 Hyonic Beat Arm Code gì đó Frozen Wheel Sierra for not leave. Gara Gideon Slasher. Opaque Wings Ring. Puree. Một một không một Silent Hall Arm Knight. Lá này vui nhỉ. Gì đây? Arven Devotor. World God Kaya. Sexual Weapon, Weapon Asura Blow. Wait too soon. And wow man. Chao 101. Trời ơi mình có 101 rồi cộng thêm chao nữa. Quá đã. And cài biết nhớ này không? Nói chứ nè. Con cực kỳ mình yêu thích. Okay, mình bỏ nó ở đây. Coach Darian. Scale Breaker. Neck Armor. Down Magician. Black Budget Deep Space Concept 9 Number 36 Opera Super Magician Force World God Arusuda World God Red And Night of Proton Dragon Man Hard to believe Shinra Protect the Rock And Obelisk Trời ơi cuối cùng mà đã có Obelisk rồi Man mà đã có ra rồi cộng thêm Opelite nữa trời ơi ok đó là cái đây ra man đúng là Primal Ocean nè ok tiếp theo là chính là và booster pack của mình Satisfactor một cái của gì đó không ok trước tiên bạn bắt đầu cái này với cái này đi hình như mình có wow
Spirit King, Shadow, Shadow, Chain Deeper, Chain This, What? Shadow Factor, Ring of Magic, the 7-1, yes. If a pressure and fire clone is facing the shadow. Next push pack. Okay, upside down card. Galaxy Galactic Machete Vampire Guard Battleground King Magic Fortress Number 55 Go Golan Cyber Intern Magic Proton Beast Fortune and Ancient Gearbox. Okay, final pack of Destiny. Mà nó giống là Simlin Lucky. Ok, mong trong này có lá cối. Không biết mình sẽ kết thúc cái opening mình bằng gì đây. Oh, Howling Light Angel Hot gì đó, mình đọc ngoài cái Pet Nostra of Angel Bird. Mệt quá. Oh, Major Photon Beast Culture Ancient of Doom Dirt Beast Dark Driver Mother Archer Burai Kukui and Buster Blaster. Well, đúng là một cái Prime Origin cực kỳ đã. Ok, bây giờ mình sẽ tổng kết. Anh sẽ cho một rewind lại những lá mình có trong bộ này. Man, đúng là một Prime Origin cực kỳ đã. Thậm chí mình có ra Obelisk rồi. Oh man. Ok, lá mình cực kỳ thích. Có một số lá mình không biết cái vụ lá này. Lá này luôn. Ra Number 101 nè. 101 ở cái sao. Ok, lá này mình cũng thấy nên lạ lạ. Lá này mình biết nè. Yeah, Obelisk. Yep. Ok, đó chính là cái opening của cái Primal Ocean của mình. Thì đem được hai card card đây coi. Ok, thì mong đây chính là cái opening khá thú vị của mình. Thì mong các bạn thích video này và hãy subscribe channel của mình để biết thêm nhiều video của mình hơn. Và có gì mình sẽ gặp các bạn trong video lần sau. Oh, nhớ gì đó mình không nhớ, mong các bạn thích video này và hẹn gặp lại trong video lần sau.